bằng cuộc sống là vì Quýt Sophie luôn tự tin và tận hưởng hạnh phúc. Chọn cân bằng. Khi tin chọn Dạ Hương, tiên phong nghiên cứu nhu cầu phụ nữ Á Đông, Dạ Hương giới thiệu dòng dung dịch vệ sinh phụ nữ thế hệ mới Daily Fresh, an toàn, dịu nhẹ, có chứa các thành phần thiên nhiên và dưỡng chất lợi khuẩn prebiotic. Total Care giúp chăm sóc toàn diện, moisture giúp giữ da mềm mịn và sensitive dịu nhẹ, phù hợp cho da nhạy cảm, giúp làm sạch nhẹ nhàng, góp phần duy trì cân bằng hệ vi sinh, ngừa viêm ngứa. Dung dịch vệ sinh phụ nữ Dạ Hương Daily Fresh mới.